Xin chào các bạn. Và tiếp theo trong cái video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái chương trình kiếm tiền mới và cực kỳ mới, có thể giúp chúng ta tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động từ cái chương trình này. Và cái video này sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để đăng ký với cái chương trình này. Chương trình này có tên là Timebook. Cách đơn giản để giúp chúng ta có thể kiếm được 40 đến 50 triệu mỗi tháng với cái dự án Affiliate Timebook. Và ngoài ra thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ khảo sát, xem video, cài đặt ứng dụng trò chơi và kiếm tiền với TikTok từ cái ứng dụng này. Và cái link đăng ký thì tôi cũng để dưới cái phần mô tả của video. Thì mọi người xuống đấy để chúng ta sẽ click vào cái link đó để chúng ta đăng ký. Timebook đây là một cái website kiếm tiền thụ động uy tín của Mỹ, ra đời trong cái năm 2017, cũng rất là mới và được thanh toán qua PayPal và Bitcoin. Ở đây có các cái bước để đăng ký. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vào cái link mà tôi để dưới phần mô tả để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ vào mail để chúng ta kích hoạt cái tài khoản đó. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ vào để chúng ta khai báo các cái thông tin cơ bản của chúng ta ở trong cái tài khoản này. Và chúng ta thêm cái ví PayPal hoặc ví Bitcoin vào cái phần thanh toán để nhận tiền thưởng khi mà chúng ta có cái tiền thưởng. Và cuối cùng là chúng ta đi lấy cái link affiliate của chúng ta đi giới thiệu cho bạn bè để chúng ta kiếm tiền từ cái việc mà chuyển chat. Và trong cái phần này thì sang cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cách để kiếm tiền từ cái chương trình này. Có rất nhiều cái cách để kiếm tiền. Ví dụ như là click xem web để kiếm tiền. Thứ hai là kiếm tiền bằng cách là làm khảo sát, hay là kiếm tiền bằng cách là xem video YouTube, hay là kiếm tiền từ làm offer, như là kiếm tiền từ việc mà tuyển rep đấy, và còn nhiều các cái cách kiếm tiền khác từ cái chương trình này nữa thì tôi sẽ làm trong một cái video tiếp theo. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để chúng ta kiếm tiền với chương trình này. Thì khi mà chúng ta click vào cái link ở dưới cái phần mô tả tôi để dưới video này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang web như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản trên Timebook để chúng ta đi kiếm tiền. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây cái chữ đây, sign up vào đây. Bên này là đăng nhập vì chúng ta chưa có tài khoản nên chúng ta không đăng nhập được, mà chúng ta sẽ bấm sang bên cái ô bên này để chúng ta đăng ký. Đây, trước hết chúng ta điền mail chúng ta vào đây. Và điền cái mật khẩu đăng nhập của chúng ta vào. Dưới này cũng nhập lại mật khẩu tương tự như thế. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ bấm cái vào ô vuông này. Tôi không phải là người máy ở đây. Và bấm vào nút đăng ký ở đây. Đây. Đấy, như thế là ta đã đăng ký thành công xong một cái tài khoản rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản này. Đấy, yêu cầu vào mail để xác thực một tài khoản này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản của chúng ta. Đây, Verify Account. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đây, nó gửi đến cho chúng ta một cái mail rất là nhanh đây. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta xác thực cái tài khoản. Đấy, chúng ta thấy là có một cái địa chỉ ở đây. Đây là người ta viết bằng tiếng nước ngoài, cho nên là ta mà không hiểu thì chúng ta dịch sang tiếng Anh. Vui lòng theo liên kết hoặc sao chép và dán vào trình duyệt. Thì chúng ta bấm vào cái chữ này để chúng ta xác thực cái tài khoản của chúng ta. Là chúng ta bấm vào cái link màu xanh xanh đây này. Đấy. Đấy, như thế là chúng ta đã xác thực thành công rồi.
Đây là cái hợp đồng của chúng ta với Thambook. Trước khi bạn có thể sử dụng Thambook, trước tiên bạn phải đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu nút chấp nhận ở trên không làm gì và bạn không thể truy cập vào tài khoản của chúng tôi, vui lòng nhấp vào nút đăng xuất và thử đăng nhập lại nếu bạn vẫn gặp vấn đề. Thì bây giờ là chúng ta bấm vào đây để chúng ta đồng ý với các cái điều khoản của hợp đồng để chúng ta còn làm việc. Để chúng ta bấm vào tôi đồng ý ở đây. Đây là cái giao diện mới nhất. Đấy, như thế là chúng ta đã đăng ký xong một cái tài khoản rồi và đây chính là cái trang của chúng ta. Chúng ta có thể vào bảng điều khiển ở đây. Trong đây có rất nhiều các cái dự án giúp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Đây là cái link để chúng ta đi giới thiệu để kiếm thêm 15% hoa hồng trên cái thu nhập trọn đời của bất kỳ ai mà bạn tham khảo, rồi cộng 50% hoa hồng trên tiền thắng miễn phí của họ. Và đây, làm khảo sát. Đối với cái khảo sát này là được 0,25 đô này. Khảo sát này là đã được 0,07 đô này. Đấy. Khảo sát này được 0,5 đô này. 0,4 đô này, 0,9 đô này. Các cái khảo sát này kiếm được rất là nhiều tiền. Đấy, cho nên là một ngày các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ các cái chương trình này. Đây, có thể là kiếm tiền sang cái mục. Đây là mục thu nhập này. Để quản lý xem là chúng ta được bao nhiêu cái thu nhập trên một ngày. Vì đây là tài khoản mới đăng ký cho nên là chúng ta cũng chưa kiếm được tiền. Chúng ta có thể sang cái mục kiếm tiền bên đây. Đây, cái mục kiếm tiền này thì có rất nhiều cái mục để cho chúng ta kiếm tiền này. Để xem nội dung trong 60 giây chúng ta được 0,04 đô này. 0,03 đô này. Cái dự án này rất là nhiều tiền. Đấy, chúng ta chỉ việc click để chúng ta xem thôi. Đây là kiếm tiền với TikTok này, chúng ta liên kết với cái tài khoản TikTok của chúng ta vào đây để chúng ta kiếm tiền. Đây là cái mục này là mục xem video để kiếm tiền. Hiện tại thì cái tiền thưởng của tôi là đang được 1 đô ở đây. Đấy. Có cái việc mà đăng ký cái tài khoản thành công rồi. Đăng ký thành công là được 1 đô rồi. Và cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta vô cái phần chỗ cài đặt ở đây này. Đây là tôi đã dịch sang tiếng Việt rồi cho nên là ta thấy được dễ dàng cái chữ cài đặt. Điền cái thông tin của chúng ta vào đây. Ô đầu tiên chúng ta điền tên vào này. Thứ hai là chúng ta điền họ chúng ta vào đây. Đây là ngày sinh này. Sinh ngày bao nhiêu? Đây là tháng này chúng ta không biết tiếng Anh, chúng ta là phải dịch sang. Để chúng ta xem tháng này. Đấy. Quốc gia Việt Nam này, tiểu bang. Chúng ta chọn cái tỉnh của chúng ta vào. Chúng ta ở tỉnh nào chúng ta chọn tỉnh đó vào. Địa chỉ này. Mã bưu điện của Thanh Hóa. Ví dụ như tôi ở Thanh Hóa, tôi ghi mã bưu điện của Thanh Hóa vào đây. Bấm vào đây để chúng ta xác nhận. Bên này là các cái một số các cái thông tin về địa chỉ mail này, rồi thông tin về thanh toán này.
Giờ chúng ta bấm vào đây. Ta muốn thanh toán qua cái hình thức nào thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô đây. Ví dụ như đây, có rất nhiều các cái hình thức để chúng ta thanh toán. Đấy. Và cái này thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ đăng ký sau nhé cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, như vậy là sau khi mà điền được một số các cái thông tin thanh toán rồi thì tôi đã được 1,1 đô rồi. Đấy. Và đây chính là cái link để mà đăng ký, thì các bạn sẽ lấy cái link này đi chia sẻ cho người khác. Khi mà người khác đăng ký dưới cái link của các bạn thì các bạn cũng sẽ được tiền từ cái link này. Đây, link đăng ký của tôi đây. Tôi sẽ để cái link này dưới cái phần mô tả của video để mọi người vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản cho mình. Và cuối cùng là xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta lấy cái link và cách để chúng ta kiếm tiền từ cái trang web này như thế nào, chúng ta chia sẻ như thế nào, chúng ta kiếm tiền bằng những cái cách như thế nào. Thì cái video lần sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ tỉ mỉ hơn về cái cách làm để mỗi ngày chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Và trong cái quá trình đăng ký hoặc là kiếm tiền, nếu như mà có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại bên dưới cái phần bình luận, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ giải đáp các cái thắc mắc này. Và chúc các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền từ chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi.